师父好，各位同修大家好。跟着师父，不要跟着微动都。今天很高兴在这边跟大家团聚在一起。今天有非常开心要跟大家庆祝的事情。Hôm nay là Tết Trung Thu. Tết Trung Thu là dịp để gia đình và người thân họp mặt. Chúng con vô cùng vinh hạnh và biết ơn Tết Trung Thu năm nay chúng con được chung vui cùng với sư phụ yêu quý và xinh đẹp của chúng con. Xin cảm ơn Ngài. Hảo, 第一个要庆祝的事情呢，就是全球的同修跟师父在这边共度中秋佳节，这是第一件事情。Kính thưa sư phụ, cảm tạ tình yêu thương bao la, sự ân cần dìu dắt của Ngài đưa chúng con đến bờ giải thoát. Nhân dịp hân hoan chúc mừng Tết Trung Thu, chúng con kính chúc Ngài sức khỏe an khang, vạn sự cát tường. Cầu chúc cho tất cả các chúng sinh được sống an lạc và thăng hoa trong tình yêu thương của Thượng Đế. Chúng con thương Ngài nhiều lắm ạ. 第二件要庆祝的事情是一个好消息，也就是无上师电视台在10月3日重新开播，人们地球将会重新再次更加的提升。Và tin vui thứ hai đó là đài truyền hình Vô Thượng Sư đã được chiếu lại kể từ ngày 3 tháng 10, và đây là điều tốt bởi vì cả địa cầu của chúng ta sẽ được gia trì. 好，接下来我们要开始今天的表演节目。第一个要表演的节目是由蒙古歌手纳明金带来的两首歌曲。第一首歌是《Life in Rose Color》，玫瑰人生。这首歌是献给我们永恒的天堂的爱。第二首歌是《恶水上的大桥》。Sau đây mời sư phụ và quý đồng tu thưởng thức nhạc phẩm đến từ trung tâm của Mông Cổ. Đó là bài hát "Cuộc đời là màu hồng". Bài hát này nói về thiên đàng vĩnh hằng yêu thương của chúng ta. Xin sư phụ và quý vị thưởng thức. 好，我们鼓掌欢迎纳明金上台。纳明金哈 ，you lost weight? Why? Vegetarian make you a fruitarian now? Okay. Nice shoes. Thank you, Master. This next song I especially chose because you speak French. Ah. And Edith Piaf, La Vie en Rose, and I believe that you are the greatest love of our lives, and I would like to dedicate this song to you on behalf of the universe. Thank you. Thank you. Thank you, my love. Please sing along. This very famous French song, huh? Life in Rose Color. Okay, thank you. La vie en rose. La vie en rose. Très bien. Merci, madame. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit la journée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, le chagrin se fassent. Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend
prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et sente quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la journée pour la vie. Et dès que je t'aperçois, à l'heure je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la. Thank you very much. This next song is also another world-famous song called Bridge Over Troubled Waters by Simon and Garfunkel. And I believe that it truly represents your love, unconditional love for all beings. So thank you, Master. Thank you. It's for you and for our brothers and sisters. If anybody knows the song, please sing along. I'm sure the Westerner, they all know. You sing. Give me a microphone. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will comfort you. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be water, I will lay me down like a bridge over troubled waters. I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. Yes, I will. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled waters. I will lay me down. Sail on, children. Sail on, birds.
need a friend. I'm sailing right behind, like a bridge over troubled waters. I will ease your mind like a bridge over troubled. I will ease your mind. Thank you. Thank you very whoa, whoa, much. Whoa, whoa. And now I have a little surprise for you. I'd like to invite my producer, mentor, vocal mentor, and my mother and fellow practitioner, Zaya, on stage to perform, and I'll sing her background vocals. Just as pretty. The most beautiful vegans and fruitarians. She's singer. Also fruitarian since we came here. Yeah, sure. Master, you that's sing? How we barely fit in this nice dress of yours. Design. Otherwise, beautiful. We wouldn't have. You look beautiful. Yes. Wearing this all beautiful dress. Okay. So like this twin, song huh? is called "Hope," written by a legendary Russian composer, Alexandra Pakhmutova. Wow. She was born in 1929, and the same year of Snake, November 9th, like yes, my daughter. Yes. That's very interesting. Yes. She's hugely famous, and the song is about our hope to get back home. And it sings, I need just one song, as long as this song is about my home. Okay? One question, how can you keep your figure like that? What's the secret? Like master, like disciple. Oh yeah, don't talk about me. I believe this is the dress master was wearing. Yeah, but I can't auditorium. Fit in anymore. Thanks to your encouragement to go fruitarian, we went fruitarian. We're very happy. Both of you? Yeah. Yes. I very happy. Wonderful. Congrats. And like ages, like gone. Congratulations. Yeah. What is gone? What? Ages. Age is gone. Not aging, it's going opposite way. Fruitarianism, yes. I'm 50. I will try. So yeah. Everybody can try, huh? Yeah. Forever young, huh? Look like twin. Thank you. Okay. Thank you, Master. Thank you. And happy Mooncake Festival, everybody. And yep. We'll dedicate this last song to you all tell of us our what kind of fruit you eat first. Everything. Every day? Everything, every fruit. Here we eat 6 days fruits. Yes. And on Sundays, because we don't work in the kitchen, understand. So we get just normal food. Okay, good. So well, if you need the fruit, just tell them. Yes, they give us, so many different tropical fruits. Yeah. Like a dream. You're gonna be jealous. Yeah, if our brothers and sisters see what we are served as fruitarians, you will be like, oh my God! I become thank you, Master. Too, no? Thank you so much, Master. Any special need you write down for the kitchen, and they provide. Okay, if you really need some special diet, you tell them. Okay? Okay. Yeah. Write down. Yeah. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути
ждут замысловатые сюжеты. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. От песни до боль на одной, чтоб только о доме не пела. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. От песни довольно одной, чтоб только о доме мне пела. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме не пела. Thank you very much for beautiful voice and beautiful songs. Thank you. 非常感谢那明金以及他的母亲带来这么优美的歌曲。Beautiful, beautiful and beautiful voice also. Để liên tục chương trình đó là điệu múa ba lê, sự cao thượng. Đây là bài hát này nói về sự cao thượng của những chúng sinh ở thiên đàng. Con xin mời sư phụ và các quý vị thưởng thức. 接下来要带来的表演是。蒙古同修带来的舞蹈，舞名叫做《高贵的芭蕾舞》。And beautiful.
Thank you, sister, for a beautiful performance. I have the impression that all the Mongolian girls are beautiful and talented. every time they perform, you know, it's perfect, right? Remember last time? And whenever last time that was, always they do a perfect job. You know, learn some their concentration, yeah, and devotion to do a good job. Even if you sweep the floor, you concentrate on that job. If you dance, you concentrate on that. Make sure it's perfect to present it to the world. Okay? 感谢蒙古师姐带来的美丽的高贵的芭蕾舞蹈。接下来的节目是由美国同修带来的杨氏太极太极拳的表演。配乐是由乔治·温斯顿于1949年生于美国密西根州的作曲家兼钢琴家，取名是《秋》专辑里面的《渴望爱》。Để liên tục chương trình đó là màn trình diễn Thái Cực Quyền do đồng tu Hoa Kỳ. Đây là nhạc được thực hiện nhạc của George Winston. Con kính mời sư phụ thưởng thức. Thank you. Thank you, Brother Chung, for your performance. Thank you.感谢美国师兄带来悠扬的旋律，地与美结合的太极拳表演。Hey, kids, are you okay? 欢迎下一个节目是由优乐同修带来的儿童舞蹈《八月灯会》。这个舞蹈在表达的是中秋庆佳节，城内四处游，手提纸灯笼，人人喜洋洋，满月银光闪。载歌且载舞。The next one is Children Dancing Lantern Parade in August. It's performed by the Vietnamese young boys and girls. Please welcome. Tiết mục kế tiếp đó là tốp múa được trình bày bởi các thiếu nhi rất là đáng yêu của chúng ta. Bài hát Rước Đèn Tháng Tám. Con kính mời mọi người thưởng thức.Very nice. Thank you. Thank you. Good job. Yoy. 感谢优乐小同修带来的如此动感的
八月灯会舞蹈，谢谢他们。Happy, happy dance. 感谢你啊，妹妹，感谢妹根啊。Bagnan, okay. The next song is one of folk songs. It's performed by the brothers and sisters in Bagnan province. Bài hát kế tiếp được trình bày đôi song bài đôi song ca đến từ Bắc Ninh. Con kính mời sư phụ và mọi người thưởng thức ạ. 下一个节目是由优乐同修带来的歌唱节目。Còn duyên là duyên kẻ đón đón người đưa, hết duyên là duyên đi sớm sớm về chưa chưa mặc lòng.Người còn không đây em vẫn ở không em mà còn không đây em chưa có chồng anh cũng chưa có ai tình 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 tìnhCòn duyên là duyên ngồi gốc gốc cây thông, hết duyên là duyên ngồi gốc gốc cây hồng là hồng hai hoa. Có yêu em sang chơi cửa chơi nhà, cho thầy là thầy mẹ biết để đua khoa định ngày.Tình tình 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 hà hồi hà hư hồi hư là hư hồi hư còn duyên kẻ đón người đưa hết duyên đi sớm về chưa mặc lòng còn duyên ngồi gốc cây thông hết duyên ngồi gốc cây hồng hái hoa còn duyên là duyên kẻ đónđón người đưa hết duyên là duyên đi sớm sớm về chưa chưa mặc lòng người còn không đây em vẫn ở không em mà còn không đây em chưa có chồngAnh cũng chưa có ai tình 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 ha hồi ha hư hồi hư là hư hồi hư còn duyên là duyên ngồi gốc gốc cây thông hết duyên là duyên ngồi gốc gốc cây hồng là hồng hái hoaCó yêu em sang chơi cửa chơi nhà cho thầy là thầy mẹ biết để đuốc hoa định ngày tình 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 hà hồi hà hư hồi là hư hồi hư còn duyên là duyên buôn lũLũ ban hoa, hé duyên là duyên ngồi gốc gốc cây đa chứ đa đợi chờ. Đừng thấy em lắm mê bán mà ngờ, tuy rằng em lắm bán, nhưng em vẫn chờ.Là chờ người ngon Tình 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 Hà hồi hà hư hồi hư là hư hồi hư They're playing romantic so everybody laughs.Thank you. Very romantic. Rất là lãng mạn. Thank you, huh? Good. Chào. Chào với đồng chí. 谢谢优乐同修带来的歌唱表演。接下来要带来的节目是优乐同修带来的舞蹈表演《满月光》。这首舞蹈在表达的是明月邀我上山。
观赏天空和云朵。Love you. Đẹp. Nhạc phẩm kế tiếp Ánh Trăng Rằm được trình bày bởi tớp múa đến từ Âu Lạc. The next one is Full Moonlight. It's performed by the Vietnamese sisters. Trăng dụ ta lên núi ngắm mây trời lửa thương, trăng hỏi đã dầm chưa, ta tiếng hát cùng suối nguồn hòa với âm vang của đất trời. Giờ mang trăng thanh trăng chưa đi nằm với đầu miên man trên đám mây xanh, nhìn quanh thế gian khúc khích trăng cười, người người yên vui nỗi vui dương trần, quên anh trăng tròn tỏa sáng muôn nơi dẫn hẹn cho đời muôn ba lời. Chẳng hỏi đã dần chưa, ngày thơ ta bảo vẫn đã giàu, một áng mây tàn trôi giữa trời. Trên đồi trăng sáng ôi sáng trăng, trên đồi trăng sáng ôi sáng trăng, đêm dầm trăng rũ lên núi trời, đêm dầm trăng rũ lên núi trời, theo trăng lên núi ôi núi cao, trăng sao ta ngắm trời cùng mây, dốc sạch tiếng hát cùng suối nguồn hòa với âm vang của đất trời. Good job. Yeah. Good job. 谢谢优乐师姐带来的舞蹈《满月光》。Cảm ơn. Cảm ơn. Giỏi, đẹp. Thank you. Thank you, beautiful. I'm proud of you. Every time the Vietnamese perform, they really put their heart into it.It's not about the beautiful performance, just they give their all, and that's what I like. Yeah, same with the Mongolian. Yeah, I love that. Yes.
下一个节目是由福尔摩沙同修带来的歌唱表演，取名《我的明月》。此曲选自青海无上师父中文诗作版本《我的明月》，由江建军师兄于2010年冬以华语流行抒情曲风完成谱曲，隔年受邀于美国加州旷世情人国际新书出版音乐演出。这次表演即是由当初的演唱者以及此曲原作者担任伴奏。Nhạc phẩm kế tiếp, Mặt Trăng của tôi được trình bày bởi Lee Chan Chuan. Bài thơ này, bài hát này được phổ từ bài thơ cùng tên của sư phụ, đó bài Moon of Mine, trong, được in trong cuốn sách Người Tình Thiên Cổ. Con kính mời sư phụ thưởng thức.成为我的只有
我爱你明月，我爱你明月，永远爱你，我的明月。Thank you, brother. 谢谢两位。Bài hát kế tiếp là bài hát từ các sư huynh sư tỷ đến từ Hàn Quốc. Một bài hát về chị Hằng. Đây là một dân ca Hàn Quốc nói về mặt trăng thay đổi như thế nào trong năm. Ví dụ tháng Giêng là tháng của hy vọng và tháng 10 là mùa của thu hoạch. Good. So next performance is by the Korean brothers and sisters, Moon Song. The name of the song is Datayong.Or Moon Song is a Korean traditional folk song. It is how the moon changes throughout the year. For example, January is the month of hope, and October is the month of harvest. Please welcome the Korean group. 接下来的表演是由韩国同修带来的歌舞表演，节目名称为《月之颂》。这是一首韩国传统民谣。叙述一年之中月亮的变化，例如一月是希望之月，十月则是丰收之月。Very colorful. 여러분안녕하세요 Hello. 먼저스프링마스터텔레비전을다시시작하게된것에대해서칭하의스승님께무한한감사의말씀을올립니다스승의가피속에2017한가위를함께보내게되어서무척영광스럽고요스프원쇼우장따자감사합니다 따자중추제콰일러콰일러
Beautiful. Thank you, thank you. 감사합니다. 감사합니다. Can you do one more? 谢谢韩国同修带来的歌舞表演《月之颂》. I like this kind of happy songs and happy people, happy actions. Good job. Well done. 감사합니다. Buddha bless you. Beautiful. Yeah, I like it. Yes. Korean, they make very good performance. On TV or internet also, you can see they have very nice program. Conscientious, you know, when they do something, they do it good. I like that. Bravo, Korea! We love you. The Vietnamese also, not bad, yeah? I mean, yeah, I'm not saying it because I don't want you to think because I praise the Vietnamese because I like the mother sing and the children clap, you know, it's like, okay, go. But they do well, yeah, the Vietnamese. I like them also. Sometimes Mongolian good, yeah? They really put their heart into it, yeah. Even if you don't have talent, but you can practice, and then you do it well. The dancers and singers, that's all they do. They practice many hundreds of times until it becomes natural. Okay then, next one.